Xin chào mọi người đến với Permanent Formula, tôi là Huy và hôm nay tôi xin được chia sẻ với mọi người về một loại phê pha, một loại thức uống phê pha, đó là cà phê của Trung Nguyên, rất là nổi tiếng, rất là phổ biến và đã được mọi người gọi là tiêu thụ. Đây, đó là Trung Nguyên G7, phiên bản này là phiên bản 120 gói, khác với phiên bản ngoài chợ bán là 100 gói thôi. Thì không biết nó có khác nhau về chất lượng hay không, thì có một số người họ nói là cái loại 120 gói này á thì nó lại không có ngon bằng cái loại 100 gói. Có nghĩa là khi mà mình cắt cái gói cà phê ra, mình đổ ra thì cái loại 100 gói á, thì nó lại nhiều hơn cái loại 120 gói. Không biết là nó có gọi là cắt xén gì trong cái loại 100 gói ra thành thêm 20 gói nữa không, để bán được cái bịch này, bán trong cái bao to này, nó lợi hơn thì sao, nó lời hơn. Nhưng mà thì theo cái thị hiếu khách hàng thì người ta thấy cứ 120 gói mà giá nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu đó, thì người ta thường là người ta lấy cái loại 120 gói này hơn là một cái loại 100 gói. Điều đó thì cũng không có được rõ ràng nữa, chưa có thử bao giờ. Thì tôi cũng thấy nó rất là ngơ hồ về cái điều đó, chỉ có nghe nói thôi chứ không có khẳng định là chắc chắn là cái điều đó là có thật. Và hôm nay thì chúng ta sẽ thưởng thức G7 của Trung Nguyên. Bình thường thì tôi uống là 2 gói một lần, và một ngày thì có thể uống cho tới từ 2 đến 3 ly cà phê. Điều đó thì phải nói là rất là nhiều. Có những người một ngày uống 3-4 ly là bình thường, và đến một cái độ tuổi nào nhất định nào đó thì họ sẽ giảm lại. Họ thấy họ uống nhiều thì họ cảm thấy rất là mệt. Một số người đồng nghiệp trong chỗ làm thì họ nói là một ngày lúc trước á, thì uống tới 3-4 ly, nhưng mà sau này á, thì uống bớt lại còn có 1 ly một ngày thôi, chỉ vào buổi sáng thôi, do là họ cảm thấy mệt quá. Đây là cà phê G7 Trung Nguyên G7. Một loại cà phê gọi là có thể nói nó cái nồng độ nó nặng, cái gọi là không phải cái nồng độ mà là cái vị và không có cái muỗng ở đây mới chết chứ, không có cái thề ở đây. Đi lấy cái thầy, lấy cái này đi. Mùi rất là thơm, mùi khá là nồng. Một số người này không ưa cái mùi nồng của cái G7, và bán rất là chạy trên thị trường cái loại này.
So với những cái loại khác thì cái loại này nó bán rất là chạy. Và một tất nhiên người ta nói thì cái tất cả những cái loại mà cà phê gói này có chứa một hàm lượng hóa chất nhỏ, không biết là uống nhiều đâu, không biết nó có bị gì không. Thì thỉnh thoảng thì thấy mấy cái thông tin nó tới thì thấy có vẻ hơi lo lo. Một ngày thì tôi uống tầm 2-3 ly cà phê này, đôi khi đổi qua những cái loại cà phê khác. Trong nhà cũng có nhiều loại cà phê pha phin hoặc là cà phê pha uống liền, mà loại không phải là loại 3 trong 1, chỉ có loại là cái loại là chỉ có một loại duy nhất thôi, là cà phê thôi. Mình pha mình phải bỏ thêm những cái nguyên liệu kia vô, đường rồi sữa. Còn cái loại 3 trong 1 thì có G7 hoặc là cà phê Trung Nguyên, những cái loại khác. Thì G7 Trung Nguyên thì cũng cũng là một trong những cái mặt hàng, những cái sản phẩm của tập đoàn cà phê Trung Nguyên, tập đoàn cà phê năng lượng, cà phê thay đổi, cà phê đổi đời. Nhiều khi uống cà phê Trung Nguyên xong rồi đổi đời cũng không chừng. Gọi là không biết được. Thì tùy vào cái gu cà phê của mỗi người. Tôi thì tôi uống quen cái loại này rồi, cho nên tôi uống thấy rất là bình thường. Còn một số người khác thì họ cảm thấy nó nồng quá, nó cái vị cái mùi cà phê nó hôi chứ không phải là thơm nữa. Phê này uống gọi là giờ nào cũng được. Giống như là một cái văn hóa của Việt Nam, mà khi mà ra ngoài đường uống cà phê là bất cứ giờ nào, sáng, trưa, chiều, tối, gọi là cái quán cà phê đồng nghẹt. Và không phải là một quán mà mình nhiều quán cà phê đồng nghẹt xe, gọi là giới trẻ uống cà phê cũng cũng nhiều, không có nhiều hồi xưa. Hồi xưa chỉ có mấy người lớn tuổi người ta uống cà phê thôi, chứ trẻ ít ai uống cà phê. Thậm chí mấy lứa tuổi học sinh cũng uống cà phê. Tuy nhiên thì họ có nhiều nhiều món chứ không phải là nhiều loại thức uống, chứ không phải là món cà phê không. Họ phát triển phong phú đa dạng những cái menu mà trong quán cà phê họ bán. Thì ngoài cà phê truyền thống ra thì họ có nhiều loại khác thức uống không có chất caffeine. Cái vị rất là đặc trưng, không thể khác được. Thành phần thì là cà phê, đường và sữa kiểu như là sữa không không béo á, sữa tươi mà sữa không béo, chất 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 làm béo, kem kem béo, đó là thành phần chính của loại cà phê này.
ghê đấy, dẫn đầu dẫn cái ghi cà phê Trung Nguyên là dẫn đầu cà phê Việt Nam luôn, ghê. Mặt sau có những thông tin sản phẩm và thông tin về công ty sản xuất, địa chỉ, thành phần hóa học. Bên hông thì có chỉ hướng dẫn cách sử dụng. Đó. Uống đá hay uống nấm gì có hết. Và có khi nó còn có cái tem mà cái code mà để mình sử dụng cái app của Trung Nguyên để mình scan coi cái mã code này để kiểm tra hàng thật hay hàng giả. Tại vì có thể là họ phát hiện ra là có một số cơ sở sản xuất tổ hợp nhỏ đã nhái cái thương hiệu này, là cà phê mà cà phê nhái cái thương hiệu này. Ồ, và được cái công ty gì nè, Hala nè, chứng nhận của đại lý Hala gì bên chắc bên Dubai quá. Được nhập khẩu bởi Western Gourmet Food Commerce. Địa chỉ là Trung Nguyên Group Corporation, 82-84 Bùi Thị Xuân, Bến Thành, quận 1. Đến nay thì tôi xin được dừng video clip này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace out.